Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với kênh Tư Béo cùng chuyên mục tin ngắn Shadow News số thứ tư. Như thường lệ, hãy tìm gì đó nhâm nhi và ngồi xuống để mình kể cho các bạn nghe về một số tin tức đáng chú ý trong tuần vừa qua. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là sự thật đằng sau hệ thống nhân phần thưởng khi chơi cốt truyện. Necki đã cập nhật hệ số nhân phần thưởng vào chế độ câu chuyện, mỗi ngày sẽ có 2 chương ngẫu nhiên được nhân 1.5 số lượng bạc mà bạn thắng. Và các bạn biết gì không, họ đã âm thầm giảm đi lượng bạc mặc định có thể nhận được. Trước đây khi chơi thắng một chương chúng ta sẽ nhận được 250 bạc. Hiện tại bây giờ chúng ta chỉ nhận được 180 bạc và có hệ thống nhân phần thưởng thì chúng ta được 270 bạc, chưa tính quảng cáo. Bà đã từng bị giảm ít, nay còn ít hơn, rồi thêm vào hệ số nhân để cho phần thưởng nhiều hơn lúc trước không bao nhiêu. Mình cũng chưa thử qua bên niên sử để xem bạc nhận được có bị giảm không, bạn nào đã thử rồi hãy comment cho mình biết với nhé. Bản tin tiếp theo sẽ là thông tin bản cập nhật 1.9.10. Trong 4 mục tiêu mà nhà phát triển đã lên kế hoạch ở roadmap thì họ đã thực hiện được 2 thứ đó là thêm một bản đồ mới mang tên quán mì của rắn vương, map này hiện đang có trong sự kiện chợ đen của Cobra, ám sát đại pháp quan. Thứ hai là thêm độ hiếm huyền thoại cho trang phục, cụ thể hơn thì chúng ta sẽ có bộ trang phục Linz, kẻ cắp danh tính được ra mắt cùng với vòng quay sương mù đẫm máu. Vòng quay này sẽ dùng tiền thật để quay, giá của mỗi lượt quay sẽ tăng dần sau 2 đến 3 lượt quay, quay 8 lần chắc chắn sẽ nhận hết các phần thưởng, gồm 15 mảnh Linz, một biểu tượng, 2 dương trang phục, 2 dương vũ khí, dáng đứng Omen, 5.555 ngọc và cuối cùng là trang phục huyền thoại của Linz đi kèm với bộ móng vuốt cực phẩm sự trả thù vô danh. Các bạn có thể đối đầu với hắn ta bằng cách tham gia sự kiện giọng nói trong cuộc tàn sát. Link video về sự kiện chợ đen của Cobra mình để ở phần bình luận nhé. Bản tin cuối cùng sẽ là giveaway do fanpage chính chủ của game Shadowfire Arena tổ chức, sẽ có 5 gói trang phục huyền thoại của Linz được trao cho 5 người may mắn nhất. Các bạn có thể tham gia bằng cách like fanpage, like bài viết của họ và viết cảm nghĩ của bạn về bộ trang phục huyền thoại mới vào phần bình luận. Họ sẽ chọn ra 5 người ngẫu nhiên chiến thắng và kết quả sẽ được công bố vào thứ 6 tuần tới, tức là ngày 21 tháng 6 năm 2024. Chúc các bạn may mắn! Và vừa rồi là tất cả tin tức mình muốn đem đến cho các bạn trong tuần vừa qua. Nếu thấy video này hay và đầy đủ thông tin, hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh nếu đây là lần đầu bạn đến với kênh Tư Béo, cũng như bấm vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.